mọi người sẽ biết. Nếu mà chị em miền Tây cả nhà vừa người, nói chung là nhà em tới đâu là càng quét tới đó, càng quét hết các món ở trong công viên luôn. Từ nãy giờ chắc 10 cây số. 12 giờ rưỡi Ngân vẫn còn ngồi ngay cái hồ bơi nói chuyện một mình nè. Xin chào mọi người đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Bây giờ là Ngân làm tiếp cái video chuyến đi du lịch Vũng Tàu, nhưng mà tập thứ 3 nha cả nhà. Quá trời tập luôn, tại vì một tập mình không thể nào làm nổi, coi dài lắm. Bây giờ mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi ở công viên gì quên rồi. Tiên công viên gì quên rồi Tiên. Công viên Thỏ Trắng. Thỏ Trắng. Thỏ đi. Miền Tây gặt luôn nha. Mình nói mình tắn. Mình đang ở khách sạn La Vita. Số 2B đường Lê Hồng Phong nha cả nhà, thành phố Vũng Tàu. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Vẫn chưa tắm biển nha cả nhà. Ngày đầu tiên đi. Hồi trưa Ngân quay một clip, rồi lúc chiều Ngân quay một clip nữa. Bây giờ tối Ngân sẽ quay một clip đi chơi công viên. Có thể là ngày mai mình đi tắm biển đó cả nhà. Sáng sớm đi tắm biển sớm, Ngân sẽ quay cảnh biển thiệt là đẹp, bình minh buổi sáng sớm của biển Vũng Tàu cho mọi người xem nha. Mọi người đi nhanh quá ta. Ô là trời, cái quán ăn nó rộng mênh mông. Mình ghé vô đây mình ăn gì đi. Hải sản. Cũng chưa ăn gì luôn cả nhà. Nói chung là cũng là biến ăn tham vui mà. Ê, cho mua gì đó ăn. Bữa tối bà đầy mẹ ơi. Tôm hùm. Có hải sản. Hải sản tươi sống. Có tôm hùm kìa. Ở Vũng Tàu có nhiều quán vậy lắm nè cả nhà. Rộng á. Bên đây có hủ tiếu mực. Có quán hủ tiếu mực là thấy quen ta, giống như ở Sài Gòn vậy ta. Ở Sài Gòn có quán hủ tiếu mực là có cái hình đó đó. Xa quá không thấy rõ cả nhà. Trời ơi. Kế tiếp đây quán nữa cả nhà ơi. Hải sản Cô Thi 2. Có bán mang về nữa. Lê Hồng Phong nói dài. Số 6 Lê Hồng Phong nói dài nha. Trời ơi, cái quán nó rộng mà nó lớn nè cả nhà. Và không gian ngồi nó thoáng ghê chứ, ngồi thoải mái ghê cả nhà. Địa chỉ số 6 Lê Hồng Phong nói dài nha. Đó. Trời ơi, vui quá trời quá đất. Ban đêm mình chịu khó mình lội bộ vậy nè, mình đi vòng vòng đường phố Vũng Tàu thấy cũng vui lắm. Nhìn quán sáng người ta bán hải sản nè cả nhà. Trời đất ơi đi nè. 2 giờ trưa. Hải sản nha, nhớ nhé, cái quán hải sản của người ta chút xíu mình đi nha. Trời ơi, cá đuối cả nhà ơi. Wow. Thôi, mình quay sơ thôi, quay nhiều quá bị người ta la. Tại vì mình không có hỏi trước. Thôi chỉ đi ngang thôi nha. Trời ơi. Quá trời quá đất luôn cái quán nè, nó rộng nè. Rồi. Giáp ranh đây là cái quán nữa, trời ơi. Quán này là quán Cô Thu. Đó. Hải sản luôn. Trời ơi. Cũng đường Lê Hồng Phong nói dài. Cái bên hải sản Cô Thu có bãi đổ xe nha. Trời ơi đây nè. Sao mà quá trời quán đông vậy ta. Quán lớn không mà cả nhà. Mà cái chỗ ngồi á mát quá. Đây là bạn kia nè. Dạ. Đây em có quay quán hiệu nè. Đó quán Cô Thu nè. Hải sản Cô Thu nha mọi người. Này quán mở cửa buổi chiều tối hay sao chị? Đúng rồi, từ dưới là từ 3 giờ chiều dạ. Đến 1, 2 giờ khuya. Nhưng mà bán khuya 3 giờ chiều tới 1, 2 giờ khuya luôn á hả? Dạ, đúng rồi, đại rồi. Em từ chợ đêm ra. Vậy á hả? Vậy là chủ quán hả? Em là con của cô chủ. Con của cô chủ. Trời ơi, vinh dự lắm á, nói chuyện với con cô chủ nha cả nhà. Không, vinh dự lắm mới được chị ta chiếm. Trời ơi. Mọi người ủng hộ quán Cô Thu nha. Dễ thương quá, cảm ơn chị. Chị tên dạ. Gì? Em tên Yến, làm ở quán hả? Cô Thu Thái Bình. Ôi, số 6A Lê Hồng Phong đối dài. Chụp hình cái quán cái kìa. Đó, trời ơi. Nha mọi người ơi. Hồi tối chị vòng vòng quay cái chỗ nào sáng sáng chút coi. Đó. Ôi, hồi tối. Thôi chạy đi, buổi tối mà. Dạ. Cảm ơn chị nha, chị dạ, nhiêu dạ, tuổi dạ. Rồi? Em 29 tuổi rồi. Dạ, ba quán mở lâu chưa chị? Được 2 tuần rồi. Dạ, mọi em, hả? Dạ, em từ chợ đêm chuyển ra. Chợ đêm ở đâu? Chợ đêm ở trong khu chợ đêm Vũng Tàu ấy. Ôi, em có phải người ở đây đâu mà em biết chợ đêm ở đây. Mọi người sẽ biết. Nếu mà chị em miền Tây cả nhà, chị là người gốc Vũng Tàu hả?
Bắc. À, em ở gốc ở Bắc nhưng mà mẹ em ở đây lâu rồi. À vậy hả, chị gốc Bắc hả? À, vô đây mình mở quán hải sản ở đây hay ha. Dạ, rồi, em ở đây cũng ba mấy năm. Vậy là mẹ chị mở quán này ba mấy năm? Không, mẹ em mở quán, nếu mà tính mở quán như thế này thì gần chục năm thôi. Nói chung là vô đây lập nghiệp ba mươi mấy năm. Dạ đúng rồi. Thôi, nó không có tập trung cả nhà ơi. Cảm ơn chị nha. Dạ rồi, dạ. Rồi, hải sản khu thu nha. Thái Bình nha mọi người ơi. Thái Bình là cái gì chứ? À, quê hương của cô là Thái Bình. À, cô Thu Thái Bình dạ, là quê hương của cô ở Thái Bình. Dạ đúng rồi. À, rồi. Cảm ơn chị. Chị tên YouTube của kênh của em là Ngân Nguyễn TV. Cảm ơn chị nha. Dạ. Trời ơi, cái đầu của em hơi bụ xù cả nhà ơi. Mới tắm vô nè. Lạnh quá. Quen đâu trời, nó đại vậy. Nói y như quen, quen rồi, quen biết rồi từ đời nào cả nhà ơi. Rất là thân luôn. Hai chị em nói chuyện thân như là người thân trong nhà. Nhưng mà thật sự là không có thân, mới gặp lần đầu. Vua thì bự quán ở đây có quán ăn lề đường đây, chắc hủ tiếu gõ quá ta. Đây đúng rồi, hủ tiếu tối mình nói bụng mình ăn hủ tiếu gõ nha. Mọi người đi trước rồi nó không có biết đường đi. Anh Tùng anh đứng anh đợi với bé Xu. Thương bé Xu lắm cả nhà, nó ít có đi chơi á, cho nên là dịp hè này cũng cho nó đi chơi để cho nó biết. Ờ mà nó biết Vũng Tàu rồi. Ý là ở nhà đi cho nó đi chơi để khỏe khỏa, được sắp đến lúc đi học rồi. Đó, bữa nay là chủ nhật, tối chủ nhật nha cả nhà. Rồi nó sẽ ở chơi bữa nay nè, ngày mai nè, rồi chiều mốt nó mới về lại Sài Gòn nha. Mọi người nhớ coi những cái clip mà du lịch Vũng Tàu mấy cái tập đầu Ngân làm á nha cả nhà. Bây giờ là tập thứ 3. Nhờ thì Ngân sẽ quẹo vào trong công viên Thỏ Trắng để cho tụi nhỏ nó chơi trò chơi, rồi chút xíu mình đi tiếp nữa nha. Thì cái công viên này nè, nó có nhiều trò chơi, cảm giác mạnh, cảm giác nhẹ, kiểu gì cũng có hết nha mọi người. Nhưng mà nó cũng nhỏ thôi, nó cũng không có lớn lắm. Cái trò chơi này kêu bằng gì Ngân cũng không biết luôn nha mọi người. Nói chung là lái ô tô trên nước đi, Ngân nghĩ vậy đi. Tại Ngân quên coi cái bảng nha mọi người, không biết là trò chơi nó tên gì. Nhưng mà giá vé là 35.000 một lần vậy đó. Nó chơi nó đụng đụng, rồi nó lái vậy, nó đụng kiểu vậy đó, giống như là tàu điện đụng mình chơi trên bờ, chơi ở trong mấy cái chỗ khu giải trí vui chơi của trẻ em vậy đó. Nhưng mà này nó lái ở dưới nước đó, vậy mà phái ghê không. Giá vé 35.000 một lần chơi vậy á là cỡ chừng 5 phút à. Nhưng mà Ngân cũng không có canh thời gian chính xác, nhưng mà Ngân thấy nhanh lắm mọi người. Nếu mà mọi người có thuê khách sạn ở đường Lê Hồng Phong nói dài, hoặc là mình thuê chỗ nào ở gần bãi sau thì mình tới đây mình cho tụi nhỏ nó chơi trải nghiệm mấy trò chơi nè. Cái trò chơi này Ngân thấy nó xoay tròn tròn, nó cứ giật lên giật xuống, Ngân thấy Ngân sợ gần chết. Ngân rất là sợ mấy cái trò chơi cảm giác mạnh đó mọi người. Chơi cái trò chơi tàu đụng ở dưới nước cảm thấy chưa đã, qua đây chơi tàu lượn mini tiếp nha mọi người. Cũng 35.000 một vé. Rồi người lớn xác định là ngồi chờ mòn mỏi luôn. Đi du lịch thì không thể nào tiết kiệm được mọi người. Nói chung là cũng phải cho tụi nhỏ nó trải nghiệm, nó chơi trò chơi, rồi người lớn cũng vậy. Nói chung là đồ ăn, đồ uống bất cứ mắc rẻ mình cũng phải nếm thử món này món kia. Ở đây người ta cũng có bán bánh tráng nướng nữa nè mọi người. Rồi có cá viên, bò viên, rồi tôm viên, rồi tôm chiên, rồi xúc xích, rồi thịt viên gì quá trời quá đất. Nhiều lắm nha mọi người. Nói chung là toàn những món ăn vặt. Còn trò này thì lặp lại chứ còn hai đứa chơi à. Tại hai đứa kia nó sợ, nó lượn á mọi người, lượn lên nó lượn xuống nè. Chơi xong trò chơi rồi, giờ nhà qua tới cái quầy bán kem cuộn Thái Lan nha. Ở đây người ta có bán kem cuộn Thái Lan vị Phúc Bồn Tử, rồi vị Việt Quốc, rồi vị kiwi, rồi vị sô-cô-la, cam dâu đào vậy đó. Cái này là vị Phúc Bồn Tử nha. Người ta dầm dầm, ta trộn lại vậy đó, cho nó đều. Tại vì nó bị đông, bị lạnh, nó cứng thành cục đó, phải trộn dầm vậy đó, cho nó đều lại. Mọi người, tại vì ở dưới cái tủ này nè, nó có cái máy đo, máy làm lạnh á, giống như cái tủ lạnh ở dưới vậy đó. Người ta dầm dầm dầm, xong cái người ta nại, xong cái người ta dầm dầm, người ta bào, người ta trắng tráng ở dưới đó. Bắt đầu nó tự nhiên nó cứ ngắt, nó đông lại, bắt đầu người ta sủn lên nè, sủn lên. Xin lỗi nha mọi người,
tại vì Ngân nói kiểu mộc mạc mà kiểu chân thật, không có biết màu mè nó xuẩn là nghe cho nó dễ hiểu ha. Đó, một phần như vậy là 30.000 đó. Rồi người ta cho thêm mấy cái vị siro gì đó, nói chung là Ngân cũng không rành nữa. Phần này là của Bảo Long. Bảo Long nó phái vị phúc bồn tử. Còn bé Su thì nó mê vị sô-cô-la. Người ta cho thêm cái sữa đó mọi người. Này không phải là sữa tươi không đâu nha. Nghe cái anh này anh nói là có cái sữa bột, có cái bột làm kem vậy đó mọi người. Ngân thì Ngân kêu cái vị cam. Còn xã Ngân thì điệu điệu vô nè, tính nghỉ làm việc ở Sài Gòn nè, ra đây học nghề làm kem cuộn nè mọi người. Bắt chước người ta vô, người ta dầm thấy nhẹ nhàng, còn vô không dầm thấy mắc mệt không. Đó. Sủn giống như là quốc đất trồng gheo mà sủn bằng cỏ vườn rồi đó. Trời đất ơi kìa. Bất cứ cái nghề nào cũng vậy mọi người, mình thấy người ta làm dễ dàng ấy, chứ đưa mình vô mình làm đi, nhiều khi nó cũng gặp nhiều khó khăn lắm á. Thấy ông xã Ngân làm nè mọi người. Anh này nó làm dễ dàng, cộng sản Ngân làm thấy đổ mồ hôi hột hết trơn vậy. Giống như Ngân làm YouTube cũng vậy nữa. Thấy người ta làm dễ chứ mình làm gặp nhiều khó khăn lắm đó. Mọi người nhìn ông xã Ngân nè, ông đàn sao mà nó chạy, nó muốn lủng cái tủ làm kem của người ta luôn vậy nè. Người ta làm một cái cuộn như vậy là 14 cuốn, mà ông xã Ngân làm có 4 cuốn, mọi người cuốn nào cũng lấy bằng cùng tay vậy đó. Nó nói làm vậy cho nhanh, đằng nào nó cũng vô miệng mình, nó cũng nói chung là đằng nào nó cũng vô ly mình ăn được là vậy là được rồi đó. Nói chung là không có cần phải nhỏ hay lớn gì chứ, nó ăn cuộn nào nó đã cuộn nấy. Cái này là của Ngân nha. Cái tên nó làm cho hấp dẫn món ăn thôi, chứ thật ra thì ăn cũng giống như cái vị kem bình thường thôi mọi người. Rồi xong, vẫn chưa có lời hứa hẹn là sẽ đi về nha. Xác định là không ăn hết đồ ăn trong công viên thì sẽ không có chịu đi về nha mọi người. Bây giờ thì bé Tiên nó kêu thêm một cái phần cá viên chiên, phần vậy là 60.000. Còn bé Su thì ăn thêm bánh tráng nướng nữa nè. Vui quá à, quậy quá quậy luôn cả nhà ơi. Thằng Tâm nó ăn bánh tráng nướng. Nó khoe là hai cha con nó đang ăn bánh tráng nướng, nó sợ người ta không biết nó đang ăn bánh tráng nướng mọi người. Nói chung là nhà em tới đâu là càng quét tới đó, càng quét hết các món ở trong công viên luôn. Ai thích gì ăn nấy, ăn quá trời ăn luôn. Chơi tiếp lô tô nữa, vẫn chưa chịu về. Ăn xong rồi, chơi trò chơi xong rồi thì ở đây có sân khấu vào lô tô nữa. Rồi có cái trò chơi giống như hội chợ vậy đó. Nãy giờ Ngân đi dọc theo con đường Lê Hồng Phong mà Ngân đi bộ cũng một đoạn xa cả nha. Trời, bên kia có cái chỗ, cái sân để cho mọi người chơi bữa tối vui quá ha. Thôi, đi vòng bên đường này đi về. Kiếm gì ăn cả nhà ơi. Đói. Em ăn hấp tỏi hay là thật sự đó. Ăn hấp tỏi bao giờ chưa? Rồi. Hả? Hả? Ăn hấp tỏi không? Không, còn kiếm cái gì ăn đại miếng cho nó rồi xong. Giờ là 10 giờ mấy đêm rồi đó cả nhà. Mà ở Vũng Tàu vẫn giống như là ban ngày. Đông vui ghê không? Công viên ngay bãi biển luôn. Ở đó nhìn thấy phải bãi biển phải không ta? Ừ, có biển chứ gì nữa. Trời ơi, ban đêm không thấy rõ cả nhà ơi. Ít đi Vũng Tàu nên cũng không biết. Đó là quảng trường đó. Đường này đường gì nó bán, nói chung là cái con đường Lê Hồng Phong bán đồ hải sản rồi nhiều lắm, với lại quán nhậu rồi nhiều lắm cả nhà ơi. Bên kia người ta bán gì ta, khô nữa, để cho mình mua về mình nhậu ban đêm nè, buổi tối mà mua về khách sạn mình nhậu á. Đi nãy giờ cũng đoạn xa 2 cây số rồi đó, mở chân. Đây đường gì ta, đường Hoàng Hoa Thám. Ủa cái đường này hồi sáng. Ủa? Hồi sáng mình ăn cái quán hủ tiếu mực á, ban đêm á ánh đèn nó cháo, nhìn thấy cũng không rõ gì mấy. Dọc đường có mấy cái quán đậu hũ nóng lạnh chân trâu. Tiếc là Ngân không ăn đậu hũ được, nhưng mà mọi người ra đây ngồi ăn, ngồi chầm hổm ăn vua hả? Khô mực. Người ta bán khô mực nè. Cái đèn cháo đó. Trời ơi, khô mực mà người ta sâu dây luôn hả? Tao. Chân gai bánh giò. Tét lộn không? Giống như Sài Gòn vậy cả nhà. Ở đây là xe cá viên chiên. Không thấy gì chứ. Trời, không thấy được một cái chữ luôn đó. Cá quá. Lẩu, quá lẩu cá đuối. Mà cuối cùng không thấy chữ lẩu cá đuối. Mà thấy một cái ánh đèn sáng chói ló cả nhà. Bên đây cũng lẩu cá đuối nữa. Con đường Hoàng Hoa Thám này mà có nhiều quán lẩu cá đuối. Đi bộ nổi đâu, hơi xe chạy vậy. Ê, hủ tiếu hải sản nè. Có hủ tiếu, chả bánh canh, chả cá gì kìa.
Chỗ nào đông đông mà nhào vô ăn, không đông thì thôi. Trời, lẩu, lẩu cá đuối, hải sản thì quá trời luôn cả nhà. Quán lẩu cá đuối Nhi Quỳnh. Lẩu cá đuối canh chua cơm nha. Trời ơi, đây lẩu cá đuối nữa cả nhà ơi. Trời ơi, quá trời luôn. Đi ra đây nè, đây. Đi trong đây nè, đây có đường đi, đi ra ngoài chi cho xe nha. Trời dưới. Biết rồi. Biết rồi. Đây quán bún riêu nè. Cua, bún mọc, phở, bánh canh, chả cá nha. Quay sơ sơ là cả nhà quay nhiều quán quá quay không hết, với mình đi ngang quán của ta mình không có ghé mình quay mình nói quá trời luôn cũng kỳ. Sắp tới khách sạn rồi cả nhà, đi nãy giờ chắc 10 cây số đánh cái vòng luôn á. Nãy đi đường Lê Hồng Phong nói dài xong cái quẹo qua đường Vòng Hoa Thám làm như là ở Sài Gòn, xong rồi cái quẹo đường Lê Hồng Phong nói dài mà à. Trời, Lê Hồng Phong xong rồi đi lên Lê Hồng Phong nói dài nãy không có coi mà coi đi cái Lê Hồng Phong xì thì vân nói chung là đường Lê Hồng Phong đi giờ nói dài không nói dài thì Ngân cũng không nhớ chính xác nữa, nhưng mà Ngân nhớ là Lê Hồng Phong nói dài á, rồi xong rồi quẹo qua Hoàng Hoa Thám, xong rồi quẹo qua Võ Thị Sáu, rồi vòng ngược về đây là mọi người biết là cái đoạn đường nó dài từ chợ Bà Chiểu rồi đi ra tới ngoài phố đi bộ luôn á. Bà điểm đâu thiệt á, còn hơn vậy nữa đó. Giờ gán dữ lắm rồi đó, hai chân nó rụng rời mà kiếm quán hủ tiếu, cháo lòng, phở gì không có, toàn là hải sản không. Hải sản rồi khô mực gì không à. Nản thiệt luôn. Giờ chắc nhịn đói luôn. Thiệt ra là hồi chiều thì mọi người cũng kêu Ngân ăn á, nhưng mà Ngân chưa có muốn ăn. Nó làm như lố giờ là chơi chơi riết cái tới giờ này luôn á. 10 giờ mấy hả? 11 giờ luôn chứ mười mấy gì nữa. Giờ chắc cỡ 11 giờ đêm á cả nhà. Dữ. Còn đoạn đường chừng à, đúng. Còn đoạn đường chừng cỡ 200m nữa là tới khách sạn. Chắc là video này cũng ngừng ở đây luôn cả nhà. Ngày mai Ngân sẽ làm tiếp video mới. Chắc là ngày mai là bữa nay là tập 3, ngày mai là tập 4. Đi nãy giờ mà vẫn chưa có ăn gì hết. Nhìn đói luôn. Nhìn đói luôn. Nhìn đói hơn sáng luôn. Chắc nấu mì gói ăn nữa rồi. Chiều đủ ăn mì gói, không ăn bỏ cái tập, bây giờ về cũng ăn mì gói tiếp. Khách sạn người ta có cái bình đun siêu tốc này cả nhà. Mình nấu nước rồi mình nấu mì. Đi một vòng mà nãy giờ không có gì ăn hết trơn, toàn là quán nhậu hải sản không. Bây giờ Ngân chế mì gói ăn cả nhà. Ăn dằn bụng. Thật sự là cũng không có ưa mì gói, không có thích. Giờ không thích cũng phải ăn. Cho ăn miếng cà phê. Ăn mì gói uống cà phê. Chế cà phê ấm vô cà phê G7. Đó. Vậy là xong buổi tối. Đó, khách sạn Ngân ở này cả nhà. Phòng Ngân ở này chứ. Hai giường. Đi vòng để đồ đạc quậy tưng bừng luôn. Đi nhà biển Vũng Tàu mà kiếm cháo lòng ăn cả nhà. Ngày Ngân khoái ăn cháo lòng, nó dễ tiêu mà nhiều khi không muốn ăn làm biếng ăn mà ăn cháo lòng thì ăn được. Kiểu nó nóng nóng như vậy hút. Giờ là 11 giờ đêm rồi đó. Mà bữa nay là ngày đầu tiên đi hồi sáng là ghé cái quán hủ tiếu mực. Xong cái về nhận khách sạn thì cho mấy đứa nhỏ tắm hồ bơi rồi. Rồi gì nữa ta? Ghé quán cà phê xong rồi đi lòng vòng chơi nãy giờ đó. Cái dẫn mấy đứa nhỏ đi công viên rồi này kia về về ăn mì gói. 11 giờ mấy rồi đó. Thiệt ngộ nha, đi cái nước với mì. Ngộ nha, đi chơi mà mình nói mình thức để mình chơi là này kia mà cứ hả buồn ngủ đi. Đi chơi làm như mệt á. Nó khiến cho mình buồn ngủ. Ơi. Ngộ hả? Ngon quậy, ngon phá mồi. Nhờ khách sạn.
sạn như vắng tanh luôn, không có một người luôn. 12:30 Ngân vẫn còn ngồi ngay cái hồ bơi nói chuyện một mình nè. Xạo rồi. Ma lại xin chọt cái tiếng gì gì vậy đó. Ta xạo cho ta xạo luôn đi trời. Xạo không được cha nội này thiệt tình. Chứ có 2 vợ chồng. Nãy anh hai có uống mấy lon với lại Tâm, hai người đã vô trước, còn 2 vợ chồng ta ngủ hết trơn cả nhà. Dạ không biết là Ngân để cái đoạn clip này vô cái tập 3 hay là tập 4. Chắc vô tập 4 đi ha. Ngân đang ở khách sạn gì quên tên này. Dạo này hay quên rồi. Khách sạn gì quên này. Khách sạn gì? Cái gì? Gì quên này, hồi chiều Ngân có nói cái clip ba. Nói chung là chuyến du lịch Vũng Tàu mà Ngân phân chia nhiều clip á cả nhà. Ngày sáng ngày mai đi tắm biển. Vẫn còn ngày chủ nhật luôn nhưng mà vẫn chưa đi tắm biển. Sáng mai mới tắm biển. Bữa nay là hết ngày chủ nhật. Thì giờ này qua ngày chủ nhật đúng 22 giờ mấy rồi quên. Hồi sáng là ăn hủ tiếu mực nè, rồi xong rồi đứng cà phê rồi đi chơi hồi tối uống công đi chơi hồi tối rồi đi dạo công viên rồi này kia đó. Bây giờ nửa đêm rồi. Ai cũng ngủ trên nhưng mà Ngân vẫn ngồi đây chơi. Sáng mơ mới tắm biển thì chiều tắm không kịp, mấy đứa nhỏ nó chỉ tắm hồ bơi nó mệt á. Rồi nó ngủ tới chiều luôn, tắm biển là tầm chừng 6 giờ là người ta không có cho mình tắm nữa. Mà 5 giờ mấy nó mới dậy. Đâu đi kịp đâu rồi. Lây hoay đi lấy xe rồi này kia nữa.